Thưa quý vị, sau hơn 2 năm rưỡi thi công, đến thời điểm hiện nay, cầu Vĩnh Tuy 2 Hà Nội đã hoàn thiện được trên 90% khối lượng công việc. Những ngày này, dự án đang chạy nước rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để sẵn sàng thông xe vào dịp mùng 2 tháng 9 sắp tới. 1.400 tấn bê tông asphalt cuối cùng đang được các công nhân thảm mặt cầu chính. Những ngày vừa qua, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng đơn vị đã tranh thủ, huy động máy móc, nhân lực, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Vinacollect đã huy động gấp đôi cái thiết bị để mà đúc hẫng cầu chính, nhân lực đi kèm cũng phải gấp đôi theo cái yêu cầu và để đáp ứng cái tiến độ đã đề ra của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Toàn bộ phần cầu dẫn phía Long Biên đã hoàn thành, cây xanh ở giải phân cách giữa bắt đầu được đem đến công trường. Điểm nhấn của công trình này là hạng mục chiếu sáng kiến trúc ngoài hệ thống chiếu sáng công cộng. Điểm đặc biệt là hệ thống chiếu sáng được thay thế bằng hệ thống đèn LED để tăng công suất và tiết kiệm điện. Hạng mục chiếu sáng đến nay coi như hoàn tất, việc cuối cùng là đầu đuối điện. Nhà thầu cũng đang bố trí một các tổ đội để ở cái giai đoạn này là chỉ có là đầu nối hoàn thiện nữa thôi. Còn về phần cơ bản là lắp là cơ bản là gần xong rồi. Đấy, thì chỉ có phần đầu nối điện nữa. Thì đã đầu nối, nhà thầu cũng đầu nối được tầm khoảng lên tới là 80% rồi. Cho nên là chỉ còn đầu nối hai phần đầu nguồn về một ít cột nữa là đang hoàn thiện nốt. Với tổng mức đầu tư khoảng 2.538 tỷ đồng, gần bằng 2/3 vốn đầu tư của cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1, do tận dụng được nhiều lợi thế về mặt bằng, nhân lực, hạ tầng, đường dẫn hai cầu, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được khởi công tháng 1 năm 2021 có tổng chiều dài 3,4 km, rộng 19,25 m, nối khu vực phía Nam với phía Đông và Đông Bắc thành phố. Nằm song song với cầu Vĩnh Tuy 1, cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm, hoàn thiện đường vành đai 2 và hạ tầng giao thông theo quy hoạch. Dự kiến thì công trình sẽ thông xe vào dịp mùng 2 tháng 9 sắp tới đây và hoàn thành toàn bộ vào dịp ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Sau khi hoàn thành thì dự kiến Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức lại giao thông qua cầu. Theo đó thì các phương tiện từ trung tâm đi Long Biên là sẽ đi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và chiều ngược lại từ Long Biên vào nội đô sẽ đi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1. Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn Diễn Châu phải thông xe trước ngày 2 tháng 9 năm 2023. Để đảm bảo tiến độ đề ra, hiện nay các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, huy động tối đa nhân lực, máy móc làm việc 3K4 kíp sớm hoàn tất dự án. Gói thầu XL02 với chiều dài 16,1 km đã đạt hơn 97% khối lượng. Hiện nay toàn bộ mặt đường, giải phân cách, lưới bảo vệ đã thi công xong. Các nhà thầu đang tiếp tục lắp đặt hộ lan mềm, lưới chống chọi, kẻ vạch đường. Kế hoạch sẽ hoàn thành trước ngày 25 tháng 8. Tinh thần anh em lao động là rất lên cao vì công trình là mang tính chất quốc gia, nên là công ty và anh em là đồng viên nhau làm việc là 3K để mà hoàn thành cái nhiệm vụ của được giao. Còn đây là gói thầu XL04 với chiều dài hơn 10 km, là điểm cuối đoạn Nghi Sơn, Diễn Châu hiện đang khá bộn bề. Dự kiến phải mất 3 ngày nữa mới hoàn thiện việc thảm nhựa mặt đường. Cùng với đó, nhà thầu đang gấp rút lắp đặt hệ an toàn giao thông và hệ thống chiếu sáng. Đây là điểm cuối của dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Nghi Sơn Diễn Châu, là nút giao diễn cát nối cao tốc Bắc Nam với đoạn quốc lộ 7A. Hiện nay đã là 12 giờ trưa, thế nhưng không khí thi công tại công trình vẫn rất nhộn nhịp. Các nhà thầu vẫn đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để thảm lớp bê tông nhựa cuối cùng. Tất cả đều sẵn sàng cho mục tiêu thông xe trước ngày 2 tháng 9, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi cố gắng làm ngày làm đêm 24 tiếng trên 24 tiếng. Và nếu thời tiết thuận lợi không có mưa to thì chúng tôi sẽ hoàn thành đến ngày 28 tháng 8. Sẽ đảm bảo thông xe xuống đấu nối với điểm giao quốc lộ 7, quốc lộ 7A. Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu có chiều dài hơn 50 km, khởi công từ tháng 7 năm 2021, đến nay tiến độ đã đạt hơn 96%. Hiện nay, các nhà thầu đang dồn lực tập trung thi công 3K4 kíp cả ngày lẫn đêm để có thể thông xe trước ngày 2 tháng 9. Tổng quán khối lượng thì hiện nay chúng tôi còn khoảng 20.000 tấn thảm bê tông nhựa các loại và chúng tôi dự kiến hoàn thành 20.000 này trong vòng 4 ngày. Có nghĩa là kết thúc trước ngày 20 tháng 8
và còn một cái loại khối lượng cũng tương đối là cái hệ thống an toàn giao thông, bao gồm giải phân cách, lưới chống chói, rồi thì hàng rào và cái tôn hộ lan. Bốn cái loại như vậy thì cũng đã đạt khoảng 70%. Và chúng tôi xác định, bây giờ là quay lại xác định cái hệ thống an toàn giao thông đấy là cái đường ngắn để tập trung trong 15 ngày tới để hoàn thành. Để tránh ùn tắc giao thông tại điểm giao Diễn Cát, điểm cuối của cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án 4 hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 7A từ km 0 đến km 5 trước ngày 2 tháng 9. Thế nhưng do vướng mắc mặt bằng nên đến nay dự án vẫn còn ngổn ngang. Hiện số ca mắc chân tay miệng tại thành phố Hồ Chí Minh có khuynh hướng giảm so với hồi tháng 7. Riêng trong tuần 31, thành phố ghi nhận 2.401 ca mắc bệnh tay chân miệng, giảm hơn so với tuần 30 với 2.665 ca. Tuy nhiên, số ca bệnh và số ca nặng vẫn còn cao. Ngành y tế cảnh báo người dân tuyệt đối không chủ quan khi thời gian trẻ quay lại trường học, nguy cơ tái bùng phát dịch là rất lớn. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh hiện đang điều trị cho hơn 150 trẻ mắc tay chân miệng, trong đó có khoảng 10% là các trường hợp nặng. Các bệnh nhi chủ yếu được điều trị tại 3 khoa là khoa nhiễm thần kinh, khoa hồi sức tích cực chống độc và khoa hồi sức nhiễm. Riêng tại khoa hồi sức nhiễm hiện đang điều trị cho 4 bệnh nhân mắc tay chân miệng nặng cần đặt nội khí quản, thở máy. Khi mà mấy cháu tỉnh là mấy cháu rất là quấy. Công tác theo dõi sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần so với một cái cháu mà nó nằm yên. Mấy cháu sẽ kích thích, sẽ quấy, rồi sẽ đàm, rồi chưa kể là sẽ đau, chưa kể là đột ngột, xa gia đình sẽ khóc. Do đó nó sẽ công tác điều dưỡng sẽ vất vả hơn. Ở đây thì là bệnh nặng còn có cơ số bệnh. Còn ở cái khoa nhiễm thì tôi nghĩ là sẽ vô cùng khó khăn hơn vì quá đông. Theo các bác sĩ, so với các năm trước thì năm nay nhiều trẻ không có biểu hiện sốt điển hình nhưng vẫn diễn tiến nặng. Đặc biệt, số trẻ phải đặt nội khí quản năm nay cao hơn rất nhiều so với năm trước, thậm chí cao hơn đợt bùng phát dịch năm 2011 khiến 150 trẻ tử vong. Dịch năm nay nó nặng chủ yếu là do cái chủng là EV71. Thì cái chủng này chúng ta đã gặp cách đây 10 năm vào cái đợt dịch lớn nhất đó là năm 2011-2012. Thì năm nay cũng do EV71. Tuy nhiên thì phải nói rằng là tình hình năm nay thì cái số ca nặng tương đối là nhiều và tỷ lệ giúp thở tương đối là cao. Cái nhóm mà nặng có triệu chứng thần kinh thì nó rơi vào cái nhóm mà dưới 3 tuổi là phần lớn, nghĩa là cái lứa tuổi mà mẫu giáo mình sẽ để ý. Và thời điểm bây giờ hình như các trẻ nó vẫn còn đang giai đoạn nghỉ hè, nhưng mà sắp tới rồi nó cũng đang chuẩn bị bắt đầu nó nhập học trở lại. Thì mình cũng đã khuyến cáo với các cái bên giáo dục là chuyện mà mình vệ sinh trường lớp này nọ trước khi mà mình đón cháu về, đón cháu đi học lại, và đồng thời mình phải để ý là mình phải tư vấn, mình hỏi người nhà chẳng hạn như là bé con anh chị có giai đoạn này nó có đang bị bệnh gì hay không, nó có bị tay chân miệng hay không. Theo nhận định của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh tay chân miệng vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài tới 3 đến 4 tháng tiếp theo. Thời gian học sinh quay trở lại trường học trùng với đỉnh dịch lần thứ 2 của dịch tay chân miệng, phụ huynh và nhà trường cần chủ động phối hợp để phòng bệnh cho trẻ. Đối với lại trường học thì chúng ta cũng cần phải truyền thông để cho phụ huynh hiểu và cùng phối hợp thực hiện để giảm bớt đi cái nguy cơ lây lan bệnh trong trường học mình. Bên cạnh đó thì những cái việc mà chúng ta tiến hành về vệ sinh cá nhân, và đặc biệt đó là tập cho trẻ thói quen rửa tay và bản thân người lớn cũng phải rửa tay, thì để có thể sẽ giảm bớt được cái nguy cơ lây lan một khá nhiều bệnh, từ nhiễm siêu vi, những cái bệnh siêu vi đường hô hấp, bệnh viêm hô hấp, bệnh đường tiêu hóa và cả tay chân miệng nữa. Trong thời gian tới cũng là cao điểm của sốt xuất huyết và các bệnh thường gặp ở trẻ vào mùa tiệu trường như cảm cúm, viêm phổi, bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, khi trẻ có các triệu chứng bất thường, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ học, đến ngay các cơ sở y tế thăm khám để phát hiện bệnh kịp thời và tránh lây lan bệnh ra cộng đồng.